Mới đây cư dân mạng đã ngỡ ngàng trước loạt ảnh Thúy Ngân và nam diễn viên vào cảnh cùng nhau đi du lịch. Không những vậy, cặp đôi còn có những cử chỉ tình tứ dành cho nhau, nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ cười rạng rỡ bên cạnh người ấy. Về phần võ cảnh, anh cũng cực kỳ cưng chiều Thúy Ngân, nam diễn viên làm thợ chụp ảnh cảnh những góc đẹp nhất để chụp cho nhà gái. Ánh mắt tình tứ của anh chàng dành cho Thúy Ngân khiến dân tình phát sốt. Sau khi hợp tác đóng chung phim 7 năm chưa cưới chưa chia tay, Thúy Ngân và võ cảnh liên tục xuất hiện cạnh nhau. Với việc đi du lịch riêng thế này, dân tình đều cho rằng cặp đôi đã phim giả tình thật. Võ cảnh là nam người mẫu diễn viên sinh năm 90, kém Thúy Ngân 1 tuổi. Anh chàng từng tham gia vào một số dự án, Sứ mệnh trái tim, Cát đỏ, Bầu tứ hoang gia, Vẽ đường cho yêu chài. Với ngoại hình điển trai chiều cao 1m83 nổi bật, võ cảnh khiến họ chị em mê mẩn vì quá giống tổng tài trong tiểu thuyết. Hình ảnh Thúy Ngân và võ cảnh khi đứng cạnh nhau được nhận xét cực kỳ đẹp đôi. Thậm chí, có không ít cư dân mạng mong ngóng cả hai sớm công khai chuyện tình cảm. Trước đó Thúy Ngân cũng từng chia sẻ chuyện bị bố dục lấy chồng sớm. Chính bản thân cô nàng cũng thừa nhận mình đã không còn trẻ, nhưng vì sự nghiệp mới chỉ bắt đầu nên chưa thể bỏ dở. Loạt cảnh mới của Boca để lộ nhiều dấu hiệu của mẹ bầu. Thời gian gần đây, dân tình đặt nghi vấn Boca đang mang thai con đầu lòng sau gần một năm kết hôn với Sĩ Tứ Kiệt. Nguồn cơn xuất phát từ việc nữ diễn viên để lộ nhiều dấu hiệu mẹ bầu với gương mặt tròn trè, gân cổ nổi rõ, đặc biệt là chiếc mũi nở. Mới đây nhất, Tiên Qua Đường bắt trọn hình ảnh Boca trong chuyến công tác tại Đà Nẵng. Theo ghi nhận, nữ diễn viên diện đầm rộng, mang giày bệt. Dù vậy, trong vài khoảnh khắc, bà xã Sĩ Tứ Kiệt vẫn đi lộ bụng to vượt mặt. Thời gian gần đây, thay vì chia sẻ hình ảnh về cuộc sống như trước, Boca dường như mất hút khỏi mạng xã hội. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên mới đăng tải một vài ảnh hiếm hoi, nhưng vẫn giữ thái độ im lặng giữa thông tin bầu bí. Trong một chương trình từ thiện gần đây, Boca cũng tiết lộ bản thân gặp vấn đề sức khỏe nên không thể thực hiện cái thử thách dùng sức mà phải nhờ đến sự hỗ trợ của Sĩ Tứ Kiệt. Không những thế, khi tháp tùng cùng vợ, Sĩ Tứ Kiệt liên tục chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của Boca. Với loạt chi tiết, dân tình càng thêm chắc nịch chuyện Boca mang thai con đầu lòng với Sĩ Tứ Kiệt sau gần một năm về chung nhà. Theo kinh nghiệm của các mẹ bỉm, Boca có lẽ đang ở tháng đầu của thai kỳ. Dẫu vậy, đây cũng là suy đoán từ người hâm mộ. Thực hư ra sao, chắc phải đợi người trong cuộc lên tiếng mới rõ. Tháng 4 2024, Boca vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng sau 5 tháng đám cưới với Sĩ Tứ Kiệt. Khi chia sẻ ảnh mặt mộc để lộ nhiều chi tiết đáng ngờ. Thời điểm đó, Boca nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, sao nhiều người nói em có bầu váo vậy. Mặt mộc em giống có bầu lắm hả ta, em chưa có tin vui, khi nào có em thông báo cả nhà cùng vui nha. Boca và Sĩ Tứ Kiệt từng có khoảng 4 năm hẹn hò trước khi tiến tới hôn nhân. Hậu về chung nhà, cả hai vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.